Và sau đây là phần tin Việt Nam. Một đại biểu quốc hội lên tiếng vụ các báo phải khóa bình luận của độc giả. Trong phiên họp quốc hội ngày 7 tháng Giêng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa của quốc hội, ông Đỗ Chí Nghĩa đã nêu ý kiến. Mạng xã hội tại Việt Nam được bình luận nhưng không được đưa thông tin lên mạng. Trong khi các trang thông tin điện tử thì được đưa thông tin lên mạng nhưng lại không được bình luận. Sức ảnh hưởng do vậy sẽ hạn chế, trong khi các mạng xã hội ở nước ngoài thì không bị chế tai này. Ông nêu thực tế là hiện nay các cơ quan báo chí đưa lên mạng thông tin của mình nhưng đang rất lo lắng vì không quản lý được những bình luận của độc giả do vậy hầu hết các cơ quan báo chí đều phải đóng phần bình luận này nhưng nếu không có ai bình luận ở đó thì bài có thể rất hay nhưng không thể nổi lên đầu các trang mạng xã hội và như vậy rõ ràng sức ảnh hưởng tác động đã bị hạn chế ông kêu gọi là chúng ta hãy đưa thông tin lên mạnh mẽ và sẵn sàng comment đa chiều để có sự cạnh tranh tích cực hơn Trước đó trong phiên họp Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái, ông Đỗ Chí Nghĩa cũng từng kêu gọi là phải khuyến khích các tờ báo đi thẳng vào những vấn đề nóng hổi, không né tránh, bởi không phải khen một chiều mới là hay. Đây là lần đầu tiên hiếm hoi một đại biểu quốc hội Việt Nam xác nhận việc các tờ báo ở Việt Nam phải tuân thủ quy định tắt hay là hạn chế bình luận của độc giả. Quy định này là do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam áp đặt trên cả những trang web và Facebook của các tờ báo. Việc các tờ báo phải khóa bình luận của độc giả càng trở nên triệt để hơn bên dưới các bản tin về những quan chức chính phủ bị ngã ngựa. Ví dụ mới nhất là những bản tin về việc hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang vừa được cho thay ghế phó thủ tướng của hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách Nhất. bản tin này được xem là được xem nhiều nhất trên báo vn express nhưng không hề có bất kỳ dòng bình luận nào của độc giả được đăng tải bộ công thương đề nghị cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu bộ công thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu với đề nghị nhà nước chỉ công bố giá định hướng doanh nghiệp sẽ tự xác định đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế theo quy định hiện hành nhà nước đưa ra giá trần các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ xăng dầu nhưng không được cao hơn mức giá này theo bộ công thương việc duy định giá trần theo bộ công thương việc quy định giá trần theo một công thức cố định với các chi phí được tính dựa trên chi phí trung bình do các doanh nghiệp báo cáo không phản ánh đúng thực tế của từng doanh nghiệp chẳng hạn doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ khi chi phí tăng cao liên tục trong khi không được cập nhật tính đúng và đủ trong công thức tính giá trần nên sẽ ảnh hưởng khả năng duy trì hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường xăng dầu tại Việt Nam bị bất ổn trong thời gian gần đây. Hiện tại có hai lựa chọn, một là vẫn tiếp tục điều hành giá xăng dầu như hiện nay nhưng sửa công thức giá trần để bổ sung một số chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp chưa được tính. Hai là nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá gồm giá trên thị trường thế giới các loại thuế lợi nhuận định mức v v các doanh nghiệp sẽ dựa vào đó cộng các chi phí kinh doanh vận chuyển để tự xác định giá bán lẻ của mình và báo cáo lên bộ công thương và bộ tài chánh để giám sát bộ công thương đề nghị chọn lựa chọn thứ nhì với lý do cần đưa giá xăng dầu dần về sát với thị trường giảm dần sự can thiệp nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tạo nguồn cung ổn định cho thị trường ngược lại những ý kiến phản đối cho rằng khi doanh nghiệp được hoàn toàn tự quyết định giá bán lẻ tại những vùng không có nhiều doanh nghiệp xăng dầu người dân có thể phải chịu mức giá cao hơn. Vụ một ông đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam hành hung nữ nhân viên Sino phải nhập viện đương sự sẽ không bị khởi tố đại diện hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam cho biết họ đã nhận được thông báo từ công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng liên quan tới việc ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty đất quảng là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam hành hung nữ nhân viên sơn gô đà nẵng thông cáo của công an cho biết họ sẽ không khởi tố vụ án vì sự việc không cấu thành tội phạm ông dũng trước đó đã bày tỏ nguyện vọng xin được thôi chức làm đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh tuy vậy cho tới thời điểm hiện tại hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được đơn xin từ chức chính thức của ông. Trong tuần tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét. Vị đại diện này cũng cho biết thêm rằng theo quy định, nếu như không bị truy tố thì sẽ không bị đình chỉ tư cách đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể sẽ xem xét cho ông Dũng được tự rút lui theo nguyện vọng cá nhân của ông ta. Vì ông Dũng bị tố đánh nữ nhân viên sân go đến gãy cả gậy chơi go khiến nạn nhân phải nhập viện chỉ vì không đồng ý với cách tính điểm xảy ra vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái tại sân go BRG Đà Nẵng. Sự việc đã gây nên sự bất bình khắp trong dư luận. Ông Dũng sau đó đã lớn tiếng yêu cầu công an phải xử phạt những ai loan tin về vụ này. Thế nhưng trước làn sóng phẫn nộ ngày càng gia tăng của công chúng, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã phải mở cuộc điều tra. Ông Dũng sau đó đã xin lỗi nhưng lại biện luận rằng trong lúc cãi cọ do bức xúc tôi đã đập cây gậy go phát bóng sượt qua nón của cô NL, tức là tên của nữ nhân viên sân bị ông ta hành hung, khiến cho cây gậy go bị gãy làm đôi và bật lại khiến cho cô NL bị thương nhẹ ở phần mềm vùng mặt và rằng ông và gia đình đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân bản tin về việc công an sau khi gọi là điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án lại càng khiến dư luận thêm bất bình nhiều người bình luận rằng dùng gậy đánh gom đánh vào đầu là rất nguy hiểm có thể dẫn tới chết người hoặc mất trí nhớ suốt đời mà vẫn không bị truy tố nên chắc có vấn đề gì đó khó nói. Đã sai còn lạm quyền, lý giải như trẻ con, vậy mà vẫn nhẫn nhơ. Cũng có người đặt câu hỏi cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam là tại sao không buộc ông Dũng phải từ chức đại biểu mà còn phải chờ ông ta có nguyện vọng triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng lừa đảo do một người nước ngoài cầm đầu, Công an quận Bình Thạnh thành phố Sài Gòn vừa khởi tố và bắt tạm giam 3 nghi can vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử giả làm nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Trước đó, Công an quận Bình Thạnh nhận đơn tố cáo của cô Trần Bích Châu cho biết cô bị kẻ giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay ngân hàng, kẻ này yêu cầu cô chuyển 53 triệu đồng vào một tài khoản tên Lê Nhật Duy để làm thủ tục nhận tiền cho vay. Sau khi chuyển tiền xong, cô không liên lạc được với nhân viên ngân hàng kia thì mới nhận ra mình đã bị lừa. Tại đồn công an, Lê Nhật Duy khai rằng Y được thuê dùng căn cước của mình để mở 4 tài khoản ngân hàng bằng SIM gắn sẵn trong điện thoại, được Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho họ. Huỳnh và Thành khai là đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho người tên Lương Gia Tấn, kẻ chuyên thu gom và bán lại tài khoản ngân hàng cho một ông chủ X người nước ngoài đang sống tại Cambodia Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm làm việc do ông chủ X cầm đầu, công an đã tịch thu 5 máy tính bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ SIM cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng Internet, ổ cứng di động. Qua điều tra, công an xác định từ tháng 8 năm 2022 đến nay, ông chủ X đã mua 69 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng mỗi tài khoản và dùng các tài khoản này để chuyển và nhận tiền lừa đảo. Ngoài việc bán tài khoản cho ông chủ X, các nghi can kể trên còn được ông chủ X thuê giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, tìm con mồi, mời khách hàng tham gia vào nhóm Zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán. Hai tuần trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh ngân, nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không rõ đường dây này có liên quan gì đến đường dây của ông chủ X hay không? Ấu đã sau khi đụng xe một cảnh sát bị du đảng đâm chết Công an quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn phối hợp với công an thành phố đang điều tra vụ án mạng khiến một cảnh sát hình sự mặc thường phục bị đâm chết, một người khác bị thương. Nghi can Phạm Văn Đoan, 37 tuổi, đã bị bắt. Theo lời kể của các nhân chứng, thì khuya ngày 6 tháng Giêng, Đoan lái xe gắn máy chở một người bạn trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ phía phi trường Tân Sơn Nhất về Thủ Đức. Khi xe chạy đến ngã tư với đường Lê Quang Định, thì xảy ra một vụ va quẹt nhà với xe gắn máy của anh Lê Thanh Duy, 34 tuổi, một cảnh sát hình sự thuộc công an quận 10. Đôi bên không ai bị hề hấn gì nhưng đã cãi vã và xông vào ẩu đả. Đoan cầm dao còn Duy thì lấy từ cốp xe ra một cây gậy ba khúc ứng chiến nhưng đã bị Đoan vung dao đâm một nhát ngay ngực khiến Duy gục ngã trên đường. Một người khác chạy đến can ngăn cũng bị Đoan đâm trúng khiến người này bị thương nhẹ ở lưng. Nhiều người khác có mặt tại hiện trường sau đó đã khống chế Đoan và báo công an. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Duy đã không qua khỏi. Cơ quan điều tra cho biết là Phạm Văn Đoan từng là giang hồ có tiếng tại quận Tư có nhiều tiền án về tiền sự. Một đoạn video clip cho người qua đường thu hình đưa lên mạng đã thu hút sự bàn tán của dư luận. Một người bình luận rằng, chưa biết lỗi phải thế nào, nhưng xem qua đoạn clip thấy nạn nhân đã mở cốp lấy gậy quất liên tiếp vào người hung thủ. Nạn nhân là công an, nếu có nghiệp vụ khống chế nghi can hay xử lý tốt hơn thì cớ sự đã khác rồi. Đám cưới của cô dâu khuyết tật gây sốt trên mạng, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu khuyết tật bị méo miệng, dán đi siêu vẹo, nghiêng đầu qua một bên cười chào mọi người đã đạt được hơn 15 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận. Ngoài những lời chúc phúc, có người đặt câu hỏi nếu cô dâu có vấn đề về sức khỏe tâm thần thì liệu có nên cưới hay không. Anh Nguyễn Đức Tình, người đăng đoạn clip và cũng là anh họ cô dâu cho biết, đám cưới diễn ra ngày 28 tháng 12 tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giữa cô dâu Hồ Thị Hương 26 tuổi và chú rể Vũ Quang Khải 22 tuổi. Cô dâu vì khuyết tật nên vai siêu, miệng hay cười. Chú rể cũng là người khuyết tật có chiều cao khiêm tốn và không nói chuyện. Dù vậy cả hai vẫn nhận thức bình thường biết được mọi việc xung quanh. Anh Tình cho biết nhiều người cho là nhà cô dâu chắc khá giả, nhưng không phải vậy. Bố mẹ cô dâu chỉ là nông dân. Lúc làm lễ, bố cô dâu khóc, nói ông cũng chỉ muốn con gái mình được như người ta, lấy chồng rồi nếu không ở được muốn về với bố cũng không sao bố vẫn gian tay đón. Cô dâu nghe xong ôm bố khóc khiến nhiều người khóc theo. Còn chú rể thì bị còi từ nhỏ, không nói chuyện, nhưng từ ngày gặp cô dâu thì luôn quấn quýt nhau. Đám cưới được gia đình hai bên ủng hộ để họ có người bầu bạn. Anh Tình cho biết thêm, hôm đó xóm có mấy đám cưới, nhưng đám cưới của em Hường là đông nhất. Rất nhiều họ hàng hai bên, làng xóm đến chúc phúc. Tôi biết nhiều người có quan điểm khác nhau về đám cưới này, nhưng quan trọng là bố mẹ hai bên hiểu và thương cả hai đứa. Gia đình cho biết sau đám cưới, hai em sẽ ở bên nhà nội, bố mẹ chồng hỗ trợ mọi thứ, hai em chỉ ở nhà làm việc lặt vặt. Hương biết nấu cơm nên lo chuyện cơm nước. Chính quyền địa phương cho biết vì cô Hương và anh Khải không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn, nên Ủy ban Nhân dân xã đã đồng ý cấp giấy đăng ký kết hôn. Và đó là phần tin Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin khoa học và công nghệ sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.